Thứ ba thì Quyên bỏ phải không? Rồi sao bỏ được đàn đôi không? Sao bỏ được đây? 18 đi luôn. em tích lũy để em chơi những ván sau. Đi đi. Đi. Có ai bắt mày đâu mà mình đánh chi vậy? Đánh con, vậy con ôm con đi. Ôm kìa. Giờ chị hết việc được rồi. Rồi. Đẹp quá. Điều đẹp quá. Trong một luôn đẹp. Nhường chị tới luôn đó để ba anh em chơi đỡ phát ói. Đúng không? Chừng mình đó. Vô không anh chị? Tùy thích offline, chất lượng âm thanh đỉnh. 456. Đối với hầu hết mọi thiết bị và nghe không gián đoạn. Những bảng banner để nâng cấp ngay. Đi. Đi. Con ba bệnh. Con 6 chuồng. 6 cơ. 7 bít. 8 cơ. Tám cơ rồi, đâm cơ. Đi. Đi. Đó, giờ mới ra tiếp. Con không mọi người? Đi. Chắc tao chết. Nửa nè. Một đánh hai. Đôi bốn. Đôi xì. Giữ làm gì nữa? Đi. Đi. Thượng sái tới. Cho anh hai lại 5 ngàn. Biết mà. Quên nhớ bài. Tưởng chị ba hổm heo hết rồi. Đủ lặng nghe trên sách khi lập vở. Nơi đây quá đủ cho những cả hai mơ mình cùng chia nhau mảnh không gian này. Ngủ không nghĩ không? Chờ từ đi. Sẽ chín trên hai đòi nghỉ luôn á. Đều sâu xa, dỗ lòng sẽ bị quá bắt dù hâu thế. Mới ăn được heo không? Ăn gì? Nó cũng thu gì, nó cũng đâu ăn miền nào đâu. Mình đỡ lỗ 5 ngàn. Nơi mà nỗi buồn trở nên bé tí teo, nơi mà u sầu mỏng như là cánh ve, nụ cười em nở tròn như là bánh xe. Thêm con xì nó xì dách nè, vàng non. Nơi mưa không cần chú, nơi nắng không cần che. Đôi khi anh đã quên đi hiện tại, quên đi quá khứ, quên luôn cả tương lai. Em có bao giờ thấy thời gian như ngừng lại? Trong một khoảnh khắc ta không nhớ mình là ai, mình cùng chia nhau mảnh không gian này. Anh là thằng nhóc chân anh không mang giày, đầu anh chưa nghĩ quá nhiều điều xấu xa. Chỗ làm sẽ bị quả bắt dù hôn tha. Em có thể gọi người như anh là gã điên, vì điều đó đúng nên cũng thấy. Còn cuối quyết định số phận nè. Ủa Bình Phước là biển số xe bao nhiêu ta? 93 rồi mình. Mà mắc cười nhất là gì? Đồng Nai 60, Bình Dương 61, Long An 6... Á lộn, cái gì? Đúng rồi, Long An 62. Long An 62. Tiền Giang 63. Tới Bình Phước cái nó dến lên 93. Tới Vĩnh Long là 64. Muốn là ngồi với em vào một chiều tàn, nhặt được đồng đánh nhặt được nhiều vàng, tâm tư rộn rã tiếng công ngoài xa, đông như sao thấy như đang nóng ngoài da, mình lại chia nhau mảnh không gian này. Em là cô nhóc chân em không mang giày, đầu em không nghĩ quá nhiều điều sâu xa, dối lòng sẽ bị quá nhiều hâu tha. Bản chất mình vẫn chỉ là. Nãy giờ tao thấy có một đứa duy nhất đôn bài lên thôi. Có hai người lại gặp nhau ở quán quen đốt lên hai đốm lửa trong ngày. Đó là khi một khi con ba thì nó lên hai cơ, mà coi như nó con bảy thì nó đánh con xì chuồng. Đi đi anh hai, nhìn nhỏ nhỏ em không anh. Đôi bốn. Đi đi. Đi đi. Mệt quá, chi hoài mệt luôn. Nè rảnh ngồi, ghi vô giùm đi. Ai bắt không? Bắt không, đôi bà. Đi đi. Năm. Ghét đùi đầm vô. Tức dễ sợ. Hai. Tên heo. Heo. Bốn. Già nè. Heo. Đi đi. Đi đi. Bồi. Đi. Tự nhiên đánh đứa con già ăn chi vậy chị? Trời trời, tự nhiên đánh già trước đi chùa con 6, con 8, cái gì vậy Quyên? Chị trông chờ điều gì? Ở trong đó giờ người ta lên đèn đẹp không ta? Chỗ nãy? Không. Giờ này mà nó lên đèn, chị vợ tắt đèn đi ngủ chứ lên. Ủa? Còn ai đâu? Còn ai đâu? Ở sau đó có ai cắm trại không? Không. Chỉ có ai? Chỗ đó giờ người ta ghé, giờ người ta nhậu rồi, người ta về hả? Tại thấy trên clip đó có mấy cái đèn bóng tròn á. Thiệt ra là nó làm có ba khi nào một cái dây đèn nằm ở sát bì hồ thôi, còn lại có gì đâu. Thì đó không có gì hết. Nãy em vô ngó sơ sơ rồi em thấy không có gì để níu kéo em lại luôn á. Không có cái gì mà để 150 đứa.
cũng như ngoài đây đúng không? Mỗi đêm ta ngồi ta viết, không khí ở ngoài đây còn thoải mái hơn. Không, cũng không thoải mái lắm. Ý là vô đó mà mình lấy đồ ăn mình ra ăn, nhiều khi nó còn phụ thu thêm nữa. Không, có. Cái không có phụ thu. Cái dòng đó là em không ưa rồi. Sống làm sao khi khó còn được có những người thăm. Mà dù gì cũng đỡ gắt luôn. Không thì nó dại thôi. Một con người ít du lịch. Thì cái giờ này... tao quăng cái bài xuống cho mày chia lại đó Thục Âm. Tao chóng mặt lắm rồi, tao bóc lên con nào tao gớm con đó, tao bóc lên con nào tao gớm con đó. Ủa nhiều con gớm nó cũng tạo nên thứ tuyệt vời. Không. Nè đó như em nè, 3468. Anh sống giữa lòng thành phố nhưng lại mơ về thị trấn hoang. Ai chia bài với em mà cứ đô hoài chị má. Sao đáp? Nó là thứ tài sản vô giá không ai muốn. Sao nó vẫn dương là được rồi. Nãy giờ trừ không á nha. Nè, bớt than. Nguyễn Lê Huy Anh không than là không có ai được than. Thiệt á. Ủa lấy năm ngủ mình không có đèn mở nhạc. Chị, em không có muốn nhưng mà bài em không có gì để vô hết luôn á. Sao nãy giờ ta nói con đúng đứa đồn bài. Thả đi em đi lại trong ba. Không rồi, đi. Em không đôn thì mọi người cũng đôn thôi mà. Ai mà đôn. Đi. Cái gì á? Được ta. Gì mà cứ đôi. Đi. Ê bậy, đi luôn. Đi đi Quyên. Ghét rồi. Đó, nó kêu em chia bài đôi đó. Không hả, quýnh mình không quýnh được. Đôi không, lấy gì chơi em phải vô chứ không vô. Ngầm. Bốn đè. Sáu nè, chờ nãy trời ơi, sáu đè. Ôi biết vậy đấy, con sáu đè, khỏi đè luôn rồi đó. Đi. Nè, nắm ngang. Đi. Giờ thời chị em mình tới. À, Quyên tới cho nó mình thời. Kệ kệ hết heo đôi rồi. Đánh đi. Hưởng sái đi. Không, cần Viễn còn mà, dễ gì Viễn, nhìn là biết là Viễn còn một nồi heo rồi. Thôi kệ, ra luôn. 4. Ra luôn đi. Đi đi. Bước vào cuộc chơi ta không có gì để mà mất cả. Có gì vậy? 8 tới 10 hả? Đó, bây giờ thôi có gì. Đi. Đi. Sao mình không tới gì được vậy? Năm sáu bảy kìa. Heo tới 10. Mắc cười quá, 567 kìa. Có bắt không? Ừ. Không bắt thì Viễn thúi heo. Ủa? 567? 678, 345. Chi. Lâu rồi mới được chia lại nè. Hay vậy mình phải nên tích cực than mà. Vé này khỏi chia đỏ lắm đó mà. Mệt ha, chia nhiều mà. Thì cứ đổi qua đổi lại nguyên ba vé người ta ban vé được. Bài bài nãy giờ vô ba ăn heo mấy lần luôn á. Mà đi kèm là một nùi rác. Không biết xả cái gì luôn. Còn đây. Nếu mà đó không đánh 567 mà đánh 678 là bên đây ngậm cười nó dính suối lại lần nữa. Không anh hai, anh hai lấy lại được từ cái ổ nhà giàu em được rồi nè. Mình ngửi được, tôi hương đồng gió nổi. Mùi khói luôn. Mùi nướng á, đồ nướng á. Nó ám người em á. Mày đừng để khoảnh ngửi bếp lửa nữa. Chứ sao nếu mà tối nó không thay đồ là mai nó thấm vô người luôn á là. Cái gì thúi áo bây giờ thúi người. Mày nghĩ mày thay chắc người mày không thúi. Đó. Phải thay ra thôi à. Nãy giờ kêu thay không chịu thay. Em thay từ sớm. Nãy vô đây em ngửi không được cái mùi của em, em lo giờ em thay đồ. Giờ nhiều đồ quá, biết thay bộ nào. Cái bộ trắng. Sẵn mai vậy. Bộ trắng ai vô đây chị dạch vô lên. Để chị cần tim, chỉ cần chị mướt ra thôi. Dở cái mặt mộc. Cái mặt mộc. Xả tóc. Mặt mộc một mụn bồng. Nghe con tim mình sóc nảy, chiều mướt mái làn tóc bay. Tâm tình như một chiếc chén, mộng và có một cánh dáng. Ủa em kia mà. Cảm nhận cho anh nhất quen. Ờ, nghe cái bị lộn. Nó bài gì mà muốn trở thành đen vô luôn, mở nhạc đen vô lại nãy giờ đi dọn rác luôn. Tờ huy anh âm hơi sâu thiệt. Giờ sao ta? Tính và im hơi, im cho tới độ nghe kim rơi, sầu thi nhau mà tháo chảy, chiều nay nắng mang tim phơ. Hãy xem video ngắn này.
quen quá vậy, nghe giống nhạc Hàn quá vậy. Nhạc vô vòng cho có rồi đó. Biết rồi. Mấy đứa đứng bự cho cố vô. Đi. Dạ hả? Đây luôn. Nói nhạc đem vào dọn rác không phải đổi nhạc. Đây à. Trời ơi trời, nó tàn nhẫn. Ê, cái này được trả cộng nhiêu? 15. 15, đánh đi. Trời ơi, cái nào vậy? Đôi 7. Ê, có cái nha. Quá buồn, biết gì mình nhìn được. Đôi xì. Đi luôn đi chị. 3 con 4. Chắc tao chết. 90 bội đầm già. Đây, thì heo vô nhiều làm gì? Tới 3. Tính ra anh 2-3 con heo đúng không? Ừ. Không đè được con 3 luôn. Nếu mà anh hay nhìn là anh hay tới thẳng đường một đường đây. Đi. Em còn giữ mà. Ngồi quý. Thì sao? Đi. Thôi. 3 con. Đi luôn. Thôi. 7-8-9-10 kìa. Đi luôn. Thôi. 3 đúng không? 3 đè. Đứa 5. Sao ta? Này ăn 8 nè. Đè. 10. Thế luôn hả? Dạ. Tự nhiên nói xé làm gì? Đằng nào quên cũng thua thôi. Chặt đôi.